Ta ví dụ này là chó mèo. Mình viết tiếp ở chỗ này, đa hình ở đây. Sinh viên IT rồi, mình sẽ có một cái lớp nữa là sinh viên bít đi. Kinh tế. Business. Ở chỗ này chúng ta đối với lại sinh viên BIT chúng ta cũng kế thừa từ sinh viên, kế thừa từ sinh viên. Và sinh viên BIT thì có điểm của chúng ta, ví dụ như điểm của môn marketing rồi, điểm của môn môn gì nữa, lý luận gì đó, kệ nó. Ok, và ở đây chúng ta sẽ viết lại cái ghép điểm trung bình, ghép điểm trung bình sẽ viết lại đối với lại sinh viên viết là return. Return D match cộng list chấm D lý luận chia 2. Nếu như để muốn thấy sự khác biệt, muốn thấy sự khác biệt thì cái hàm suất đối với lại cái sinh viên IT là chúng ta không viết lại hàm suất. Nhưng mà đối với lại sinh viên BIT thì chúng ta viết lại. Hàm suất chúng ta xuất thêm điểm marketing cộng với this chấm d marketing điểm lý luận this chấm d lý luận để có sự khác biệt. Qua phần demo. Ở đây thầy không khai báo cụ thể là sinh viên IT hay là sinh viên BIT mà thầy dùng như thế này. Sinh viên SV bằng new sinh viên, à chỗ này thì nó không cho rồi vì do nó trừu tượng. Vậy mình sẽ xài một cái lớp khác được không? Ấy chà, nó lại dính vô trừu tượng rồi. Đa hình rồi, ok. Chúng ta sẽ khai báo sinh viên SVIT bằng new sinh viên IT. Đó, nó có cái độc đáo là vậy thì nó lại không lỗi. Sinh viên SVBIT bằng new sinh viên BIT thì lại không lỗi.
Được chưa? Mặc dù mình thấy rằng hai cái này có vẻ như là nó không thể chứa được với nhau. Tại vì sinh viên biết nó có nhiều hơn. Vì nó có hai cái điểm. Sinh viên IT cũng vậy. Sinh viên biết thì cái lớp, cái phương thức xúc lại thêm một cái xúc khác. Nhưng mà khai báo như vậy được ha. Sinh viên IT chấm nhập sinh viên IT chấm xuất sinh viên biết chấm nhập sinh viên biết chấm xuất gọi hai cái khác nhau gì ở giữa này, cho cái x out gạch một gạch đi cho nó khác. IT nhập IT xuất, biết nhập biết xuất, kiểu dữ liệu của hai cái này đều là sinh viên cả nhưng mà được khởi tạo khác thôi. Chạy họ tên A, nó hỏi Java, cũng là sinh viên nhưng mà sinh viên một thì nó hỏi Java. Rồi sinh viên hai tên bị lỗi gì đây, lỗi chỗ nào, mới tên thôi. Vậy lỗi cái gì theo các bạn? Tại vì sao mà sinh viên IT nó cho nhập? Tại vì mình viết lại phần nhập. Còn sinh viên biết chưa biết. Thấy chưa? Nhìn thì là vậy nhưng không phải vậy. Nhìn thì khai báo được là kiểu sinh viên đó, mình gọi nhập thì được đó. Nhưng mà trong lúc mình gọi nhập thì nó lại không thấy được là điểm của marketing và điểm của lý luận, không có. Được chưa? Cho nên đối với lại cái phần chỗ này, chúng ta cũng cần phải viết lại cái hàm nhập. Được chưa? Đó, viết lại hàm nhập. Thì ở chỗ này, đối với lại sinh viên biết, chúng ta cũng viết lại hàm nhập. Viết lại hàm nhập. Và hàm nhập này cũng tương tự, mình sẽ lấy scan và mình nhập điểm vào. Scan.in, chỗ này là nhập điểm marketing, chỗ này không phải là D, rồi D marketing, D lý luận. Đó thì không còn lỗi nữa, nhập. Và phần bên này chúng ta demo lại. Sao chưa chạy đây? Đâu bút? À, rồi ok. Rồi, họ tên A. Java 1, Java 2. Họ tên B, điểm mắc, điểm lý luận. Rồi biết xuất là nó xuất luôn cả điểm ra,
Còn đối với lại IT thì chỉ có xuất điểm trung bình thôi. Đó, nó khác nhau tí xíu. Khác tí xíu. Điểm trung bình xếp loại. Đó gọi là đa hình. Đa hình. Khai báo thì khai báo là sinh viên. Khai báo là sinh viên hết. Cái nào cũng sinh viên. Nhưng mà nhập cũng khác, xuất cũng khác luôn. Đó. Là dựa vào cái này gọi là đa hình. Đều là động vật hết. Nhưng mà chó, mèo, vịt thì nó sẽ khác nhau. Kịp không các bạn?